xin chào ông bà cô chú. Xin chào con bà cô chú. Thôi, ngày nào nó cũng nhau nhau vậy cô chú. Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Sáng nay Chi là chuẩn bị đi học nè cô chú. Chi đi học, Chi bị băng cái mặt vô cái mặt của bạn nè, bầm nè. Bữa nay nó bớt rồi đó. Chứ bữa trước nó bầm xanh lè luôn, nó xanh đớt con mắt luôn. Thôi thôi đừng con. Anh muốn chuẩn bị mua bí cơ. Một quá bầm á hả? Cái chân mày gì đâu mà nó sệ xuống đây hết biết luôn, mốt có tốn tiền đi xăm chân mày rồi nè, nhìn nè, mất sệ. Tập thể ba Chi sáng sớm ra 6 giờ rồi đó, dậy chuẩn bị làm việc rồi đó mọi người. Ngày nào cũng vậy á, người rất là bận luôn, từ sáng tới tối. Rồi tối nhiều khi á hả, 9-10 giờ đêm vẫn còn ngồi họp với những cái nước mà nó trái giờ với mình, giống như Úc hay là Mỹ đó. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Chị, you're in pink again, babe. Come here. Come on, let's zip. Is your jacket zipped up? Chị ở đây con. Okay, so that's we need to do that, don't we? Because it's cold outside. Bye bye chị. Trưa nay chắc trời sẽ nắng đẹp nè mọi người, sáng ra trời quang mây tạnh. Bầu trời cũng trong xanh chứ không có đến nỗi âm u. Những cái cây này mùa đông của mình nè mọi người. Những cây hoa mùa đông này mấy cây này chịu lạnh tốt dữ lắm luôn. Này nó nở bông rồi nè. Ở nhà mà Tony làm việc ở nhà nó khỏe lắm các bạn. Sáng ra mình không có lo phải đi bằng cái gì hết á. Chuẩn bị năm nay Kim sẽ thi lái xe. Hy vọng là sẽ lấy được bằng mọi người. Đây nè, những cái bông này nè. Cái bông này nó mỏng manh như vậy đó, nhìn nó mỏng manh như vậy ha, nhưng mà tuyết rơi rồi mưa đá rồi đóng băng gì đó mà nó vẫn sừng sững luôn đó mọi người. Vẫn lên bông nè. Cái chậu này hôm bữa mình trồng mấy cái bông tulip vô nè, và bữa mùa hè nó sẽ lên đẹp lắm. Đây. Nhiều lắm tulip ở trong đây nè. Đó, quá trời luôn. Nó lên nè. Sáng nào mà Chi nó đi học là một ngày đó rất là khỏe luôn cô chú anh chị. Mặc dù là vắng Chi hơi buồn nhưng mà mình có cái thời gian riêng tư cho mình đó. Sáng nay Kim sẽ ăn sáng là xà lách nè. Buổi sáng thì mình thường không có ăn nhiều cô chú anh chị, ăn xà lách hoặc bánh mì thôi. Kim đã làm cái xà lách này nè, để ăn cho một tuần luôn. Một chút nữa Kim sẽ hướng dẫn cô chú anh chị làm nhé. Nhiều người chắc là cũng đã biết làm xà lách rồi. Tại vì rất là dễ, chỉ rau, củ gì đó, cái gì mình thích ăn thì mình cứ trộn lên và mình để nước sốt lên mình ăn thôi cô chú anh chị. Thì Kim chỉ là chia sẻ những cái món xà lách mà Kim hay ăn thường ngày á. Hy vọng là giúp ích được cho cô chú anh chị và các bạn nào thích ăn xà lách ha. Kim thì thích ăn nhiều cái loại mà rau trộn vô như vậy đó, nhìn đủ màu. Thứ nhất là nó bắt mắt đẹp nè, kích thích cái vị giác của mình đó cô chú anh chị. Trước tiên là nhìn thấy đẹp trước ha, rồi ngon hay dở thì mình từ từ tính sau. Nhưng mà khi mình nhìn nó đẹp như vậy đó cô chú anh chị, thì mình cảm giác cái này nhìn đẹp quá, nhìn ngon quá, thì cái suy nghĩ của mình là nó ngon, thì mình ăn vào mình cũng cảm thấy ngon nữa cô chú anh chị. Cái món xà lách này thì Kim ăn cùng với sốt dầu giấm và cho thêm một ít sốt mayonnaise nữa cô chú anh chị, cho nó béo nó ngon đó. Cô chú anh chị mình cứ thích cái sốt gì thì làm tùy theo mình ha, tùy theo cái sở thích và hợp cái khẩu vị của mình, miễn mà mình ăn mình thấy vừa miệng, mình thấy ngon là được ha cô chú anh chị. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, xin mời cô chú anh chị nha. Với cuộc sống bận rộn ngày nay thì nhiều người không có thời gian để đọc sách đó cô chú anh chị. Hoặc là bận rộn với con cái, mình cũng lo chăm con nè, mình lo làm việc nhà, mình cũng không có thời gian đọc sách. Cho nên Kim cũng vậy luôn. Với lại nhiều khi á,
tối trước khi ngủ mình cầm cuốn sách mình định đọc, nhưng mà đọc có chút xíu là buông sách ngủ luôn cô chú anh chị. Cho nên trong cái thời gian lúc nào mà rảnh thì Kim hay nghe podcast này cô chú anh chị. Trên podcast thì có rất là nhiều cô chú anh chị chia sẻ những cái bài đọc rất là hay, từ tâm lý nuôi dạy trẻ, rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc sống rất là hay cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm xà lách ha cô chú anh chị. Thì hôm nay Kim sẽ chuẩn bị xà lách cho một tuần. Tại vì thường á thì những ngày trong tuần mình bận đi học, hay là có những cô chú anh chị nào mà bận đi làm cả tuần đó, thì chỉ có ngày cuối tuần thì mình đi chợ, mình mua đồ ăn, mua rau để sẵn trong tủ lạnh đó. Thì mình lấy ra mình làm xà lách sẵn luôn, mình để trong hộp á, để tủ lạnh cứ mỗi ngày thì mình lấy một hộp ra mình ăn. Thì mỗi ngày như vậy thì mình chuẩn bị cái bữa cơm nó sẽ không có mất thời gian nhiều cô chú, tại vì nó cũng đã có sẵn ở trong tủ lạnh rồi, mình lấy ra là ăn thôi. Thì hôm nay sẵn Kim làm xà lách cho gia đình mình thì Kim chia sẻ luôn với cô chú anh chị mình ha. Mình luộc bông cải xanh khoảng trong 1 phút thôi ha cô chú anh chị. Tại vì bông cải xanh mình có thể ăn sống đó, cho nên là không có nên luộc quá chín. Và đậy nắp lại khoảng 1 phút sau thì mở ra. Như vậy thì sẽ giúp cho bông cải xanh được xanh lâu đó cô chú anh chị, và giòn nữa. Vớt ra cũng không có cần phải ngâm nước lạnh luôn ha cô chú anh chị, mà cứ để cho bông cải sẽ nguội từ từ. Và khi mà mình luộc tất cả các loại rau á cô chú anh chị, lưu ý là mình đừng có cho muối vào hen. Tại vì Kim thấy ngày xưa ở quê Kim á, là ba mẹ luộc rau hay cho muối vào, như vậy á, thì cái muối á, nó sẽ lấy đi hết cái chất dinh dưỡng ở trong rau, nó sẽ lấy đi cái vitamin ở trong rau đó, và nó làm cho rau bị đen. Khi mà mình luộc rau, nếu như mà cô chú muốn rau mình tươi lâu, xanh đẹp á, thì để lên một ít đường ha, thì cho vào một muỗng đường. Như vậy thì giúp cho rau mình nó ngon hơn và nó xanh hơn nữa. Như một cái ví dụ thực tế mà cô chú thấy, nếu như mà mình chưng bông chưng hoa, mình chế đường vào trong cái bình hoa thì cái hoa của mình nó sẽ tươi lâu hơn. Còn nếu như mà cô chú anh chị mà để muối vô là cây nó sẽ héo liền luôn. Như các loại đậu này thì cô chú anh chị cũng luộc cho nó vừa chín tới là được ha mọi người. Chứ đừng có để cho nó rụt quá, là để xà lách lâu nó sẽ bị nhừ, nó úng nước á cô chú anh chị. Ở đây thì Kim dùng một cái nồi nước. Luộc xong cái rau này thì vớt ra xong rồi để cái rau khác vào luộc tiếp ha cô chú anh chị. Ở đây thì Kim cũng có chuẩn bị thêm 2 củ khoai tây và cắt nhỏ ra mình luộc luôn. Tại vì trong mỗi bữa ăn thì mình cũng cần có một chút xíu tinh bột ha cô chú anh chị. Tất cả những loại rau củ luộc thì Kim đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì mình để qua một bên cho nó nguội xuống ha cô chú anh chị. Bây giờ thì Kim sẽ chuẩn bị những cái loại rau quả sống. Hôm nay thì Kim có rau cải lông và rau chân vịt. Rau chân vịt thì ở Việt Nam mình hay nấu canh ha cô chú anh chị. Còn ở bên đây thì Kim thấy đa số là người ta ăn sống trộn xà lách đó mọi người. Và Kim cũng có thêm cái rau xà lách búp của mình bình thường nữa. Tất cả loại rau thì Kim cũng rửa bằng nước muối hết. Ở Việt Nam thì cô chú anh chị có thể cho thêm một ít loại rau thơm,
Tại vì ở đây mình không có tìm được rau thơm á mọi người, thì nó sẽ ngon hơn. Và cô chú anh chị cứ ở cái nơi mà mình sống á, tìm được cái loại rau nào trộn xà lách ăn cũng ngon và cũng có nhiều vitamin và chất dinh dưỡng hết ha cô chú anh chị. Tất cả các loại rau cô chú anh chị rửa xong thì để cho thật là ráo nước ha cô chú, để khi mà mình cất trong tủ lạnh nó sẽ không có bị úng. Kim có mua được cái này nè, Kim quay cho nó sạch hết nước luôn, nó khô nước hết thì mình để lâu cũng được nữa cô chú anh chị. Đã chuẩn bị xong các loại rau màu xanh rồi cô chú, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang những cái loại rau màu nổi hơn ha cô chú anh chị. Ở đây Kim có ớt chuông, cà rốt, dưa leo, cà chua và hành tây nữa. Cô chú anh chị nào mà không ăn được hành tây thì không có cần phải bỏ vào ha mọi người. Qua tới phần cà rốt thì Kim bào sợi, cô chú anh chị có thể cắt sợi cũng được hen. Kim mua được 3 loại cà rốt nè mọi người. Như cô chú anh chị ở nơi mình sống á, nếu như mà chỉ mua có được một loại cà rốt thì cũng rất là tốt rồi ha cô chú anh chị. Tại vì Kim nghĩ cà rốt thì chắc nó cũng có cái vitamin và cái dinh dưỡng nó giống nhau thôi hả mọi người. Kim thích mua như vậy cho nó có nhiều màu mè sặc sỡ đó cô chú. Đây nè cô chú anh chị ơi, bây giờ Kim đã chuẩn bị sẵn sàng hết nguyên liệu để mình làm mà xà lách rồi nè cô chú anh chị. Ở đây thì Kim có khoai tây, mình cắt nhỏ ra xong rồi luộc nè. Đây là ức gà xé, ức gà Kim đã luộc xong rồi xé. Đây là bông cải xanh cũng trần sơ khoảng 1 phút thôi ha mọi người. Đây là bắp nè, có đậu Hà Lan, đậu que và trứng. Ở đây thì Kim có thêm ớt chuông nè, dưa leo, cà chua, hành tây và cà rốt. Còn đây là cái loại các loại rau xà lách ha cô chú anh chị. Bây giờ mình bắt tay vào làm thôi mọi người. Tại vì Kim thích ăn xà lách đó, rất là thường xuyên ăn xà lách cho nên là Kim đầu tư hẳn luôn những cái bộ hộp thủy tinh nè cô chú anh chị. Như mình nếu như mà mình chưa có mua cái này thì mình xài những cái hộp nhựa cũng được ha cô chú. Lúc trước khi mà Kim chưa có mua mấy cái hộp thủy tinh này á, thì khi mà Kim mua đồ ví dụ như là hộp hũ cà phê nè, hay là những cái hũ mà đựng dưa mắm, dưa hành gì đó mà người ta làm bằng hũ thủy tinh đó cô chú, thì về Kim ăn xong Kim lấy cái hũ đó đó, Kim rửa lại xong rồi sử dụng cái hũ đó để xài đó mọi người. Bây giờ thì mình cứ mix xà lách ngẫu nhiên thôi ha cô chú anh chị. Tùy ngẫu hứng mà cô chú anh chị ăn cái gì trộn chung với cái gì. Nếu như mà cô chú anh chị mà sợ mà ngán á, ăn giống nhau ngán á, thì mình có thể để mỗi cái hộp bao nhiêu thứ đó, bao nhiêu đồ, bao nhiêu rau gì vô đó, thì mỗi ngày mình thay đổi ăn những cái món rau khác nhau thì nó sẽ đỡ ngán. Cái này Kim cũng trộn ngẫu nhiên thôi. Thì mỗi ngày Kim sẽ có rau xanh và có một ít rau củ màu và thêm một ít khoai tây cho nó có tinh bột đó cô chú anh chị. Thêm một ít ức gà và có thể là mọi người cho trứng luộc vào ha. Tùy cô chú anh chị nào ăn cái khẩu phần ăn bao nhiêu thì mình trộn cái hộp nó bao nhiêu ha cô chú. Trước kia thì Kim cũng không có thích ăn ức gà đâu mọi người. Cái ức gà Kim cực kỳ ghét luôn. Tại vì nó khô, nó sạm sạm. Mà Kim chỉ thích ăn đùi gà, cánh gà vậy thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì ăn ức gà đó nó ít dầu mỡ, nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình và mình cũng không có sợ mập nữa.
À, cho nên là Kim tập ăn từ từ và bây giờ thì Kim thích ăn ức gà luôn đó cô chú anh chị. Khi mà Kim mới qua bên đây sống á, là Kim mỗi ngày là phải cần cơm đó mọi người. Không có cơm là Kim chịu không nổi. Kiểu như là mình ăn không có cơm á, cái mình nhanh đói lắm, mình cứ thèm mà mình cứ nghĩ tới cơm là mình phải nấu cơm mình ăn. Nhưng mà xong rồi ở với chồng Kim á, rất là ít ăn cơm luôn. Rồi Kim ăn bánh mì, khoai tây, ăn nhiều rau lên thì bây giờ nó cũng thành thói quen đó cô chú. Bây giờ một tuần có thể là ăn cơm 2 lần thôi. Thì những ngày còn lại thì mình ăn khoai tây, bánh mì. Trong mỗi bữa ăn thì mình ăn nhiều rau hơn. Và mình ăn trái cây nữa. Thì bây giờ nó cũng quen rồi, mình không có phụ thuộc vào cơm nhiều quá cô chú. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Nếu mọi người thấy thích và video hữu ích thì hãy cho Kim xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.